Chào các bạn đã quay trở lại với kênh KRC Heli. Đây là chiếc XK123 có vỏ là V931. Do nó không có thống nhất với nhau về bạc cho nên mình quyết định sẽ tháo ra và sơn body lại theo một cái mẫu mà mình thích trước đó. Hôm nay mình sẽ tiếp tục chia sẻ với các bạn cách tháo lắp body và sơn lại theo ý của người chơi nha. Chúng ta mở các vị trí ốc dùng để cố định kit và body như ở trên hình đây ra khỏi body nha các bạn. Bên trái và bên phải đều có các vị trí ốc để bắt body vào kit. Sau đó chúng ta sẽ tách body ra làm hai để lấy ống bô tuabin ra khỏi body. Bước tiếp theo của chúng ta là chúng ta sẽ mở kính chắn gió và kính cửa sổ bên hông ra khỏi phần đầu của body. Dựa vào các vị trí chốt dùng để cài giữa kính chắn gió và đầu của body, chúng ta sẽ sử dụng kìm để cắt các vị trí chốt này, lấy kính ra khỏi đầu body. Tương tự, phần cửa sổ nằm ở trên thân của body, chúng ta cũng sử dụng kìm để cắt các vị trí chốt này ra, để lấy cửa sổ ra khỏi thân body. Tương tự với phần kính chắn gió ở bên trái, chúng ta cũng sẽ cắt các vị trí chốt và tách kính ra khỏi đầu của body. Bây giờ mời cả nhà chúng ta cùng theo dõi quá trình mình sơn lại chiếc body này như thế nào nhé.